Rồi, xin chào toàn thể các bạn quay lại với kênh Máy Móc Cầm Tay của mình nha. Thì hôm nay thì cũng quằn quằn mấy cái chuyện mà đóng binh bình thường nữa các bạn. Mình xin tự thiệu mình là Không Binh Hiền Nguyễn, chỉ là một thợ đóng binh của bắp thôi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm clip này để làm nhận các kèo đóng binh nha các bạn. Thì mình ở tại địa chỉ đó là 40 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi nha các bạn. Anh em nào ở Quảng Ngãi này thì quá rành rồi. Anh em đã biết mình thì ta cũng ủng hộ rất nhiều, và đa số là giai đoạn này thì mình sửa pin cho khách hàng ở Quảng Ngãi là chính, còn anh em đi xa thì vẫn vẫn có, nhưng mà tại vì điều kiện xa xôi nên cũng ít nhận ở xa các bạn, chủ yếu là mình phục vụ anh em trong tỉnh là chính. Và địa chỉ cửa hàng của mình là tại 40 Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, mua bán sửa chữa không pin đó. Thì sẵn tiện vừa làm pin vừa đóng pin thì mình có quay phim cho bạn coi và nói về pin một tí. Thì bên mình nhận tất cả nha các bạn. Đó. Chẳng hạn như đây là pin của đèn xe nè các bạn, pin của đèn xe, đèn mà anh em đi đi phượt đi đồ á, đi đạp xe đạp thể dục buổi sáng rồi đó, là cho cái đèn pin này này thì mình vẫn nhận bình thường nha. Nói chung là mình sẽ nhận tất cả các công cụ ngành pin, sạc dự phòng rồi là nhận hết. Rồi đây là chẳng hạn như đây là cục cục pin mà mình đóng cách đây đây coi, rồi từ đó là mình đóng vào tháng 9 này, ngày 7 tháng 9 2020, thì tính ra cục này đã được hơn 6 tháng rồi đấy các bạn, mà khách mình vẫn xài rất là tốt nha. Đó. Khách mình đem tới sửa cái pin này, sửa cái đèn pin mà mình cũng đang nghiên cứu chứ chưa sửa được cho khách. Đó. Thì nói chung là khách phản hồi rất là tốt, tại vì ở mình chọn những cái linh kiện nó tốt nha các bạn. Đây là những cục pin sửa thôi, những cục pin bên mình sửa, mình có là mình thay mới xe á, nên mình không có thay, khách không yêu cầu thay mạch thì mình sẽ vẫn để mạch này. Còn pin bên mình thì làm gia công cho khách á, thì mình sẽ dùng cái mạch khác, mạch to, mạch chất lượng cao hơn. Nói chung là bây giờ thì rất là nhiều người làm về cái ngục này, trên cả nước thì rất là nhiều. Quảng Ngãi thì mình thì cũng chỉ có mình với một vài anh em nữa thôi chứ không có mấy. Đó. Thì nói chung là bây giờ linh kiện thì nó đa dạng lắm các bạn. Nhưng mà đối với shop mình á, chỗ mình thì mình sẽ chọn những cái linh kiện có chất lượng tốt nhất nha các bạn. Có nghĩa là tốt nhất trong cái thời điểm hiện tại, là thời điểm hiện tại nói về mạch 30A, mình ví dụ như mạch 3S 30A là mình mạch 3S, là trong đó là cái dòng mạch này, dòng mạch digital có IC quản lý. Nó đi có cái theo con lấy như thế này là mạch hiện tại là tốt nhất thị trường nó, và giá là cao nhất. Thì các bạn cũng biết rồi, mạch này Shopee thì nó bán khoảng 65 ngàn cái, 65 ngàn. Mình nói luôn là mình không kinh doanh những cái mặt hàng này nha bạn. Ví dụ như đây anh em tới tiệc cửa hàng mình thì hỏi thăm những cái mặt này để mua, nhưng mà mình không kinh doanh những cái này, mình chỉ là người đóng pin, mình nhập cái này về để mình gia công cho khách thôi, rồi mình ăn lời trên cái công của mình. Đó. Chứ bây giờ có nhiều khách tới hỏi mua mạch này thì mình nhập 65 ngàn rồi thì mình bán phải 70 75 thì giá nó sẽ không hợp lý. Đó. Không hợp lý là trên cái vấn đề giá cả so với mặt bằng chung, nhưng mà nó sẽ, nhưng mà mình bắt buộc mình phải có đồng lời các bạn. Đó. Nên mình sẽ không có bán, nếu mà bán thì cũng được, nhưng mà nếu anh em chấp nhận giá đó, chứ còn mình bán ra thì anh em sẽ kêu là bán mắc bán rẻ, mình không thích chuyện đó, nên mình sẽ tốt nhất là mình không bán, trừ khi nào mà mình nhập được cái nguồn mạch này trực tiếp từ những cái nguồn đầu mối luôn á thì nó khác, giá nó tốt hơn. Chứ còn đây mình vẫn nhập tại Việt Nam mình thôi nha, không có nhập bên Trung Quốc. Thì mạch này là hiện tại là mạch chuẩn nhất trên thị trường rồi. Con này thì mình sửa rất là nhiều loại pin nha các bạn. Đó. Chẳng hạn như có nhiều khách thì đây những cái khối pin bỏ ra đây các bạn. Nhưng hồi xưa thì mình cũng có sử dụng mạch này, nhưng sau này cách đây 2 năm rồi trở về đây thì mình sẽ không sử dụng mạch này nữa. Đó là cái mạch 25A này, còn là cái mạch này thì hồi xưa gọi là mạch 40A đó, chứ thực tế nó có là 25A thôi. Và mạch này thì hoàn toàn là sử dụng những cái con linh kiện bình thường thôi, nó có nghĩa là những cái con trớ, con phét bình thường, và nó không có cái chức năng là quản lý bằng IC. Cái này người ta gọi là mạch analog các bạn, mạch 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 cơ á, gọi là mạch cơ, mạch analog.
Thì đây là khối pin của khách mà mình thay ra đó, mình quăng ra luôn. Tại vì mình nói khách là bây giờ thôi đóng ra lửa thay luôn pin đó, thì thay luôn mạch. Đó, thay luôn là mình đỡ mạch đây luôn, là tốn tiền một lần luôn để mình dễ bảo hành. Có nghĩa là khi mà mình thay pin cho các bạn, mình chỉ thay pin mà không thay mạch đó, là cái gói bảo hành nó rất là thấp các bạn. Nhiều khi mình không bảo hành nữa tại vì mạch của họ mà. Mình bảo hành nhiều khi cái mạch này nó giết pin mình. Còn mình mà đã thay pin thay mạch luôn thì nó trách nhiệm ở mình rồi, mình bảo hành cho các bạn 6 tháng. Đó, như vậy thôi, nguyên tắc là vậy. Thì nguyên tắc làm pin bên mình á, ví dụ như cục pin này anh khách đưa cho mình đúng không? Là pin yêu cầu mình thay pin thì mình sẽ tính tiền pin là bao nhiêu đó. Ví dụ như cục này thì mình hiện tại số mình đang làm là 350 ngàn này, bảo hành cho anh em là 3 tháng. Với điều kiện là mạch không có vấn đề gì. Đó, mình test mạch ok không có vấn đề gì mình sẽ bảo hành cho các bạn 3 tháng. Nếu mà mạch hư thì mình yêu cầu thay. Thay và bảo hành 6 tháng luôn, cả cục pin như này mình sẽ bảo hành 6 tháng. Thì pin thì shop mình xài cái pin đa số là mình xài cái pin 2000 nha bạn. 2000 và dung lượng là quên, 2000 và nội trở thì tầm 12 13 14, nó tầm đó. Thì đảm bảo chất lượng thôi. Mình đóng rất là nhiều pin rồi. Và mình sẽ bảo hành cho các bạn như vậy. Thì thường thường là bây giờ các bạn, hồi trước thì mình ít khi dán tem trong này lắm, bây giờ mình sẽ dán cái tem bảo hành của mình này. Đó, và mình sẽ ghi cái ngày tháng bảo hành trong này để đối chiếu. Hồi xưa thì mình hay dán ở ngoài, chẳng hạn như những cục pin như thế này. Đó, mình dán ở ngoài để thêm một cái tem, ở trong có tem nữa các bạn, ở trong có tem, ở ngoài cũng vẫn có tem để xác thực cục pin đó là trong còn trong thời gian bảo hành hay không. Đây là một số thông tin này, ví dụ như là ngày tháng mình làm và dưới là bảo hành bao nhiêu tháng đó, mình sẽ dựa vào thông tin trên để mình bảo hành. Đây nữa, ví dụ như cục này là mình đang bảo hành cho khách là 3 tháng này, đó, pin mình, mạch mình. Quên, pin mình mạch khách đó. Còn cục pin mà mình gia công hoàn toàn, ví dụ như cục pin mình làm từ A tới Z luôn là bảo hành 6 tháng một đổi một, nếu anh em có vấn đề gì trong đó thì ấy mình đổi trả, đổi mình làm mới cục khác. Ví dụ như anh em ở tại địa phương thì có điều kiện tốt hơn là đến trực tiếp cửa hàng thì cái đó là quá dễ rồi. Tới thì lỡ mà ví dụ như mình làm cục pin đang làm việc trên cao bị hư, sau đó gọi trực tiếp cho mình rồi mình làm một cục pin khác ở đây sẵn, khi mà anh em bị hư á, đem về cho mình đổi cục khác ra đi làm khỏi lỡ việc. Nó nguyên tắc là như vậy. Còn giá cả thì nó sẽ có cái giá chung trên thị trường rồi. Đó, đây này, những cái mạch này thì mình giờ nó không xài nữa bạn, cái này mình tháo ra mình cũng chưa bóc pin nữa, một pin này đóng rất là kỹ nhưng mà chắc xài cũng nhiều quá nó hư. Thì đó đó là về mạch, mình đang nói về mạch 3S nha các bạn. Mạch 3S là mạch sử dụng mạch này và mình đa số là sử dụng mạch này, trừ trường hợp bất khả kháng, những trường hợp mà cái giỏ nó nhỏ quá thì mình bắt buộc phải sử dụng những cái loại mạch mini. Thì nó cái mạch đó là thì mình vẫn sẽ bảo hành đầy đủ cho các bạn thôi. Còn đây là cục pin đang làm cho khách đây. Cục pin này thì mình dán tem đàng hoàng bảo hành 3 tháng. Còn đây là và mạch, nếu mà gia công bên mình thì mình sẽ dùng là mạch này. Mạch này là hiện tại là cái mạch tốt nhất trên thị trường trong cái dòng 5S Makita. Thì cái này thì nếu mà chúng ta đóng Makita thì chúng ta để y vậy luôn thì nó quá tiện rồi. Như mạch này thì chúng ta thế vô một phát là xong. Còn đóng cho những cái mạch cái máy mà 5S khác thì mình sẽ cắt đi cái chân rồi mình sẽ đấu dây vô những cái chỗ này. Đó. Mạch này thì hiện tại thì nó chạy được dòng máy 2 chân, mình muốn chạy 3 chân thì chúng ta phải câu diode qua là xong. Thì sẵn đây mình cũng giới thiệu cho các bạn là nó là cái cách câu diode cho máy này. Thì thường thường mình sử dụng những cái con diode này, diode là diode dán các bạn. Diode dán thì nó cũng như diode kia nhưng mà điều này nó gọn. Hồi xưa giờ mình cũng sử dụng nhiều loại diode, nó khi nào hết cái này thì mình bắt ấy mình sử dụng cái loại kia, cái nào cũng được thôi. Thì các bạn câu 2 chân này qua và câu cho đúng theo chiều iốt, iốt là được. Thì nó sẽ chạy được máy 3 chân. Và các bạn lưu ý là những cái chỗ bắt cầu như thế này này thì thường thường là máy nhân mạch này nó không, cái chân này nó là chân tín hiệu thôi các bạn, nó không có, nó không sẽ không câu cho chúng ta. Bây giờ chúng ta muốn cho chạy máy 3 chân á, máy Makita 3 chân á, thì chúng ta phải câu 2 cái này qua này. Đó là điện nó sẽ chạy qua nhưng mà điện nó không chạy ngược lại được.
Tại sao phải câu diốt là như vậy? Tại vì chân này là chân sạc, khi chúng ta mà có nhiều anh em là dùng cái chân này để xả luôn này. Đó, cái chân này lấy điện ra để xả chân này thì nó rất là nguy hiểm. Còn chân này là chân cái chân này là chân tải chính của nó. Cái chân này là chỉ là chân tín hiệu để sạc và để cấp nguồn tín hiệu cho cái máy ba chân nó chạy thôi. Nên chúng ta phải bắt buộc phải câu diốt. Diốt để lỡ chúng ta sạc nó không có trả về cái chân này nó nguy hiểm. Đó, thì đây là cái là mạch gọi là mạch tốt nhất rồi đó. Mạch này là 80A nha bạn. Rồi mạch thứ hai là mạch này. Mạch này nó còn mắc tiền hơn cái mạch này các bạn. Hai cái mạch này nó trên 5.000. Mạch này đắt tiền hơn. Thì cái mạch này là cái mạch cũng là mạch 4S5S. Cái mạch này gọi là mạch 4S5S các bạn. Trên này thì nó, các bạn coi nó sẽ câu cho chúng ta là chỗ chân C2 với C3 này. Nó câu một cục chì này. Nó để nó lấy cái tín hiệu và nó làm cho chúng ta làm cho pin làm cho mạch này nó hiểu đang ở sử dụng 4S. Nếu anh em muốn lên 5S thì anh cứ việc hút cái chì này ra và câu cái chân này ra B4 là thành 5S thôi, bình thường. Thì cái mạch này thì giá nó sẽ đắt hơn cái mạch này nha các bạn. Nhìn nó có vẻ nhỏ hơn nhưng mà nó rất là đắt tiền. Đó. Đó thì bên mình thì sẽ chọn những cái loại linh kiện là tốt nhất để vô trong cho các bạn thôi. Đó. Đó có nghĩa là tốt trong tầm giá nha các bạn. Ví dụ như pin này thì mình đóng cục là 550.000 bảo hành 6 tháng cho các bạn là cả sạc luôn. Thì nó là một cái dòng pin gọi là phổ thông á. Còn anh em mà muốn xài những cái pin tốt hơn, ví dụ như Samsung, LG hay là VTC, Sony đồ đó, thì có thể là liên hệ để được những loại pin đó. Và giá thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Còn hiện tại chúng ta xài phổ thông thì cũng nên sử dụng những cái pin này thôi. Kiếm cơm à. Rồi cảm ơn anh em theo dõi video của mình nha. Chào các bạn. Anh em có liên nhu cầu gì về pin thì có thể đến trực tiếp cửa hàng của mình 40 Nguyễn Nghiêm. Chào anh em, gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Mình là một thợ đóng pin cùng bắp thôi.